mà thân thể bành trướng của tà ma hổ kình vương cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, rất nhanh liền khổ quắt lại. Quỷ dị nhất chính là chỉ có một nửa thân thể của hắn là khổ quắt lại, một nửa khác dưới tác dụng của hàn cực âm tuyển bị đông cứng lại cứng như sắt thép. Hơi thở vốn mạnh mẽ không gì so sánh được của hắn giống như là trong nháy mắt giống như là hơi nước biến mất. Một đời bá chủ trong biển, 10 vạn năm hồn thú tà ma hổ kình vương liền như vậy chết đi dưới hai loại nước suối thần kỳ của băng hỏa lưỡng nghỉ nhãn. Hello hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của channel MTG. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục một chuyện 215 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu La Đại Lục chương trước phần 216, Hồn Hoàn thứ 8 của đường Tam phần 2. Trước khi với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Một kích toàn lực của 10 vạn năm hồn thú, đường Tam cũng dám ngạnh kháng. Đáp án chính là như thế, tam sắc tập thể màu lam liền theo chính diện oanh kích thẳng vào cột nước màu xám. Dao động năng lượng khổng lồ bùng nổ trên không trung, tam sắc tập thể màu lam xoay tròn trong không trung, giống như là bản thể của hãn hải càn khôn cháo, mà cột nước màu xám bùng nổ tuy rằng cường hãn, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, năng lượng trong cột nước giống như là bị hãn hải càn khôn cháo tách ra. Khí tức màu xám bay tán loạn bốn phía, mà vô số lam sắc quang điểm bị hãn hải càn khôn cháo mạnh mẽ hấp thu. Đường Tam xuất ra đương nhiên là không phải là bản thể của hãn hải càn khôn cháo, mà là kỹ năng của hãn hải càn khôn cháo, càn khôn phá ma. Sau khi đầu hồn cốt tiến hóa, kỹ năng này liền biến thành tinh khiết tinh thần năng lực khu động. Đúng vậy, hồn lực của đường Tam quả thực là còn xa mới có thể so sánh với 10 vạn năm tà ma hổ kính. Nhưng là tinh thần lực của hắn cũng đã cường hạn đến cùng với cấp bậc với hải thần đấu la bài tái tây. Càn khôn phá ma còn hữu hiệu đối với công kích hình thái năng lượng. Buồn cười chính là tà ma hổ kính vương vì tập trung vào lực công kích, cột nước màu xám phun ra cũng không phải là nước mà là năng lượng xuất ra từ bản thân hắn, tự nhiên đã bị càn khôn phá ma mạnh mẽ ngăn cản lại. Đường Tam đã sớm chuẩn bị, cho dù là càn khôn phá ma ngăn cản không được, hắn còn có vô địch kim thân làm hậu thuẫn, tự nhiên là không có vấn đề gì. Hồng quang lóe xa, sau khi ngăn cản công kích này, Tiểu Vũ cũng từ trong như ý bách bảo nàng của đường Tam đi xa, linh hồn trở về trong bản thể, được đường Tam dùng một bàn tay vây quanh ở bên hông, thân thể không đến mức rơi xuống, đúng là muốn đi theo đường Tam hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong như ý bách bảo nàng là đương nhiên sẽ không được tính, đường Tam tự nhiên là đem nàng phóng ra. Thật vất vả mới lại ngăn cản được công kích của Tiểu Bạch, tâm trạng của tà ma hổ kình vương lại rơi xuống mức thấp nhất. Mắt nhìn thấy tam sắc lập thể màu lam kia trở về bên trong mi tâm của đường Tam, giống to một tiếng, thật là hại. Không đợi hắn nói xong, Tiểu Bạch đã đánh tới, hung hăng kéo xuống một khối máu thịt từ trên bụng của hắn. Đường Tam lạnh lùng liếc mắt nhìn tà ma hổ kình vương một cái, một đạo làm ngân bá vương thương từ tay phải bay ra, xuyên thủng đầu một con tà ma hổ kình đang sắp sửa cắn chết một con ma hồn đại bạch xa. Lại tăng cường tinh thần lực, hiệu quả áp chế mạnh mẽ của tu la địa ngục lại tăng lên. Đàn tà ma hổ kình chiến đấu cùng với đàn ma hồn đại bạch xa cho đến lúc này đã không còn phải lo lắng cái gì. Dựa vào lực lượng khủng bố của U Minh Bạch Hổ, chẳng qua chỉ là trong chốc lát, số lượng tà ma hổ kình chết trong tay đới mộc bạch cùng với Chu Trúc Thành đã vượt qua 30. Mập mạp cũng đã giết 13, cho dù là áo tư tạp, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Chữ Vinh Vinh thong song đứng ở trên lưng một đống ma hồn đại bạch xa chưa tham chiến, không ngừng đem từng đạo tăng phúc năng lượng rót vào trong cơ thể của Tiểu Bạch. Quang mang của kỳ bảo lưu ly tháp bao trùm thân thể của nàng, hiển nhiên là đã dùng ra hồn kỹ thứ 7 cửu bảo chân thân. Coi trạng thái hiện tại của nàng, chỉ tiến hành tăng phúc cho một mình Tiểu Bạch, cho dù có duy trì một canh giờ cũng không thành vấn đề. Tác dụng lớn nhất của cửu bảo chân thân chính là kéo dài thời gian tăng phúc. Trong lúc rảnh rỗi, nàng còn có thể ngẫu nhiên ra tay tiến hành tăng phúc trong chốc lát cho một ít ma hồn đại bạch xa đang gặp nguy hiểm để bọn chúng xoay chuyển cục diện. Số lượng tà ma hổ kình đã trở lên càng ngày càng ít. Vừa mới bắt đầu trận chiến thì chỉ có tà ma hổ kình trưởng thành là tham gia chiến đấu. Lúc sau thì tu vi thấp hơn cũng gia nhập, ma hồn đại bạch xa đã chiếm ưu thế áp đảo. Tà ma hổ kình đều rất rõ ràng, nói về tốc độ, bọn họ không có khả năng là đối thủ của ma hồn đại bạch xa, chỉ có liều mạng mới có thể có lửa phần sinh cơ, cho nên căn bản là không có khả năng rút lui. Nhưng hết lần này tới lần khác bị sát thần lĩnh vực kinh khủng của đường Tam bao vây ở bên trong, chiến ý giảm đi, thực lực căn bản là phát huy không được. Hơn nữa lại thêm lực công kích của sử lai khắc thất quái, làm sao còn có thể ngăn cản được. Một đạo hỏa ảnh thật lớn chợt từ hỏa phượng hoàng bảy đầu bùng nổ bay ra, mang theo phượng hoàng hỏa diễm lóng trời từ trên trời giáng xuống, oanh kích thật mạnh sau lưng một đầu tà ma hổ kình khổng lồ. Trong tiếng nổ ầm ầm, đầu tà ma hổ kình này toàn thân chấn động, một cái lỗ thủng màu đen thật lớn xuất hiện trên lưng. Đúng là Ma Hoàng Tuấn trong trạng thái võ hồn chân thân bằng vào sự tăng phúc của phượng hoàng lĩnh vực phát ra một chiêu phượng hoàng mặc vân kích.
Một kích này đã trực tiếp hủy diệt một đầu tà ma hổ kình có tu vi là hơn 2 vạn năm. Ma Hoàng Tuấn cũng theo sau đó hóa thành hình người, võ hồn chuẩn thân tiêu hao thật nhiều hồn lực. Liên tục chiến đấu làm hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn phiên phù ở giữa không trung, thở hổn hển ăn mấy cây khôi phục đại hương tràng để khôi phục lại thể lực. Đới Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đang nghỉ ngơi ở phía sau, tâm tình mọi người đã trầm tĩnh lại. Số lượng của hai bên càng lúc càng chênh lệch, chiến đấu cũng bắt đầu đơn giản hơn. Một đầu tà ma hổ kình còn lại giống như là đã bị 3 đến 4 đầu ma hồn đại bạch xa vây công. Căn bản là không hề có cơ hội, không hề cần xử lý khắc thất quái tường trợ. Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ cũng tự nhiên là thả lỏng nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ năng lượng đặc thù dao động bùng phát ở trung tâm chỗ chiến đấu. Thiệu Bạch đang dần dần áp chế tà ma hổ kình vương, đột nhiên bị một cỗ kình lực là cực mạnh hất văng ra. Thân thể khổng lồ của tà ma hổ kình vương đang phiên phủ ở trên mặt biển đột nhiên dừng lại, không hề truy kích Tiểu Bạch. Màu kim trúc nguyên bản trên thân thể quán nhanh chóng được thay thế bởi màu tro tàn. Khổng lồ năng lượng dao động giống như là phong tỏa cả hải vực. Trạng thái cùng loại với giai đoạn thứ 3 lĩnh vực của Tiểu Bạch, cố hóa hải vực xuất hiện, khiến cho tốc độ di động của tất cả ma hồn đã bạch xa hay là tà ma hổ kình đều trở lên hết sức chậm chạp. Không ổn, Tiểu Bạch kinh hô một tiếng lại xông lên phía trước. Nhưng mà xung quanh thân thể của tà ma hổ kình vương lại có một tầng năng lượng đặc thù vô hình chấn văng thân thể nàng bay ra. Lúc này ngay cả cả mắt của hắn cũng từ màu đỏ như máu chuyển thành màu xám trắng. Không khí xung quanh thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Hắn muốn tự bạo, mau ngăn cản hắn. Tiểu Bạch sợ hãi hét lớn một tiếng. 10 vạn năm hồn thú tự bạo thì tình hình sẽ như thế nào, ở đây bất luận là kẻ nào cũng không biết, nhưng mà hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Một hồn thú tu luyện 10 vạn năm, đem năng lượng tích tụ cùng với linh hồn của mình đồng thời bộc phát ra, đó là một việc kinh khủng. Một khi thật sự phát sinh, chỉ sợ là có thể sống sót ở đây cũng không có mấy người. Ai cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng, tà ma hổ kình vương lại tàn nhẫn tự bạo, muốn ma hồn đại bạch xa cùng với sự lấy khắc thất quái đồng quy vu tận cùng mình rời khỏi thế giới này. Tất cả tà ma hổ kình lúc này đều biểu hiện ra sự mạnh mẽ của bọn chúng, không những không có ý rút lui, ngược lại lại xuất ra công kích tối hậu. Mỗi một đầu tà ma hổ kình đều lấy hết toàn bộ năng lượng còn sót lại của chính mình điên cuồng công kích ma hồn đại bạch xa chung quanh. Không phải để đánh chết đối thủ, mà là muốn cuốn lấy tử địch, không cho bọn chúng thoát ly chiến trường. Thân ảnh màu vàng lam phiên nhiên đi tới phía trên thân thể to lớn của tà ma hổ kình vương. Ánh mắt lạnh như băng không có lửa phần cảm xúc dao động. Trong bàn tay, bình ngọc đựng nước suối của băng hỏa lưỡng nghìn nhan đã giết chết hơn 10 đầu tà ma hổ kình lại xuất hiện. Lúc này, điều mà Đường Tam nghĩ đến cũng không phải là trước mặt một trận chiến này, mà là nghĩ đến tình cảnh lần trước hắn suýt nữa chết thảm ở công kích cường đại của biển sâu ma kình. Lúc ấy chính mình nếu có thể nhớ tới lấy ra bình ngọc này, có lẽ là tình huống đã hoàn toàn khác đi. Cùng chết đi, tà ma hổ kình vương điên cuồng giống giận. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, hiển nhiên là đã đang thiêu đốt toàn bộ năng lực trong cơ thể. Muốn tự bạo sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Bạch cũng không có cách nào công phá tấm chắn năng lượng vô hình. Đường Tam tự nhiên là sẽ không cho rằng chính mình có thể công phá. Việc hắn làm rất đơn giản, mở bình ngọc ra, đem hai màu nước suối trong bình chút xuống. Tiếng nổ chói tai phía trên cổ tà ma hổ kình vương 10 thước phát ra. Sương mù màu trắng khổng lồ bay ra, vòng bảo hộ vốn là vô hình liền hiện ra. Nhưng mà chỉ là còn lại có một nửa ngừng kết thành hàn băng, mà một nửa khác lại hòa tan không một tiếng động. Năng lượng của hàn cực âm tuyền cùng với nóng chảy dương tuyền cũng không phải là chỉ có tác dụng trên vật thể, mà cũng đồng dạng có tác dụng đối với năng lượng, nếu không tại như thế nào có thể được gọi là cực hạn cực nhiệt trong thiên hạ. Nước suối màu đỏ dưới sự khống chế của Đường Tam chuẩn xác chảy theo dòng nước đi vào giữa lỗ hổng trên lưng mà tà ma hổ kình vương dùng để thở. Nếu là trong tình huống bình thường, tà ma hổ kình vương ít nhất là có 100 loại phương pháp để có thể né tránh, hoặc là dùng năng lượng bùng nổ trong nháy mắt để đẩy dòng nước suối này ra. Nhưng giờ khắc này, hắn đang trong trạng thái tự bạo, thân thể căn bản là không thể di động chút nào. Thân thể khổng lồ cũng chỉ là dựa vào năng lượng vô hình phóng xuất ra trong quá trình tự bạo bảo hộ, chính là tấm chắn mà ngay cả 10 vạn năm hải hồn thú Tiểu Bạch cũng không thể đột phá. Làm sao có thể nghĩ đến lại bị địch nhân dùng phương pháp như vậy đột phá. Thân thể đang kịch liệt bành trướng tạm dừng lại, Đường Tam cũng ngừng việc đổ nước suối trong bình ra, cẩn thận đậy lại lắp bình. Lúc trước phù sa trên 40 cái lò tiến, chẳng qua là chỉ 40 giọt nước nóng chảy dương tuyền mà thôi, không được 1/10 của cái bình, mà lúc này Đường Tam lại sợ không giết được tà ma hổ kình vương, nên đã đem gần một nửa nước suối của băng hỏa lưỡng nghìn nhãn đổ ra. Đúng vậy, nước suối của băng hỏa lưỡng nghìn nhãn là khắc chế lẫn nhau, nhưng mà tà ma hổ kình vương cũng không có sử dụng qua hai đại tiên thảo là liệt hỏa hạnh kiều sơ và bát sắc huyền băng thảo giống như là Đường Tam. Hơn nữa nước suối lại là trực tiếp chảy vào trong cơ thể của hắn. Thân thể khổng lồ của hắn thời gian ngắn ngủi dừng lại, đột nhiên xích một tiếng vang lên, giống như là khí cầu bị chát phá. Một cỗ năng lượng hỗn loạn từ trong cái động phía sau lưng phun ra, đem Đường Tam phía trên thổi bay ngược ra, vất vả lắm mới ổn định được thân thể.
mà thân thể bành trướng của tà ma Hổ Kình Vương cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, rất nhanh liền khô quắt lại. Quỷ dị nhất chính là chỉ có một nửa thân thể của hắn là khô quắt lại, một nửa khác dưới tác dụng của hàn cực âm tuyền bị đông cứng lại cứng như sắt thép. Hơi thở vốn mạnh mẽ không gì so sánh được của hắn giống như là trong nháy mắt giống như là hơi nước biến mất. Một đời bá chủ trong biển, 10 vạn năm hồn thú tà ma Hổ Kình Vương liền như vậy chết đi dưới hai loại nước suối thần kỳ của băng hỏa lưỡng nghỉ nhãn. Cũng là do hắn không may, để hắn không dùng cách tự báo, đường tam cũng không có cơ hội là đổ nước suối vào hắn. Có phải bản thể của hắn là cá voi, sau lưng có lỗ lớn dùng để hô hấp, đường tam cũng không có cách nào làm cho nước suối ở trong cơ thể của hắn phát huy ra tác dụng. Thay đổi là Đại Minh hay là Nhị Minh, một khi bị nước suối dính trên người, chỉ cần lập tức cắt đi lớp da ở vị trí đó. Lấy kháng tính cường đại của thân thể 10 vạn năm hồn thú, cũng chỉ là bị thương mà thôi. Tà ma Hổ Kình Vương này có thể nói là chết dưới mưu kế của đường tam, cũng có thể nói là chết do đặc tính của thân thể mình. Ngay cả nguyện vọng cuối cùng là tự bạo hủy diệt địch nhân cũng không thể làm được. Đã không có được sự lãnh đạo của tà ma Hổ Kình Vương, tà ma Hổ Kình còn lại căn bản là không thể chống lại. Ở trước mặt Tiểu Bạch, chúng nó lại càng không có cơ hội là để tự báo. Sự lên khắc thất quái, sau đó nghỉ ngơi cũng quay lại trợ giúp cho ma hồn Đại Bạch Sa. Rất nhanh liền tiêu diệt hết tà ma Hổ Kình còn sót lại, tạo thành một số chấm tròn hoàn mỹ trên bức tranh chủng tộc chi chiến này. Quần sáng quen thuộc khiến cho mọi người sung sướng lại xuất hiện. Trong đầu 5 người đối Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thành, Chữ Bình Bình đều xuất hiện lời nói giống nhau. Khảo hạch thứ tư, Sa Kình chi chiến hoàn thành. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, khó khăn của khảo hạch giảm xuống, phần thưởng giảm đi một nửa. Mà ma hồn Đại Bạch Sa thương vong không đến 10%, thưởng thêm 2 phần, phần thưởng hồn lực tăng lên 1 bậc. Lúc này đây, phần thưởng tăng thêm 500 năm tu vi cho hồn hoàn của Chữ Vinh Vinh cũng không có tái xuất hiện. Tiểu Vũ như trước là phần thưởng chất chồng, mà khi màu vàng quần sáng trên trán đường tam bay xa, hắn lại nghe được giọng nói không giống như là những người khác. Giọng nói già nua là uy nghiêm vang lên trong đầu đường tam. Dùng trí thắng địch, đem tổn thất giảm đến thấp nhất. Một mình đánh chết hơn 15 đầu tà ma Hổ Kình, tự mình giết chết tà ma Hổ Kình Vương. Trí tuệ cùng với lực lượng đều xem trọng, khảo hạch thứ tư hoàn thành vượt mức. Hải thần thần hóa độ gia tăng là 10%, tổng thần hóa độ là 15%. Dấu ấn hoàng kim tam xoa kích sáng lên, thay thế sáng vẻ ảm đạm trước đây. Quang mang lóe ra chói mắt, giống như là trên trán của đường tam có thêm một vì sao. Đường tam cảm giác được, tinh thần thế giới của mình dường như là có thêm một cánh cửa. Dùng tinh thần lực mở cánh cửa này ra, lập tức sẽ tiến vào bên trong một thế giới màu vàng. Theo bản năng, hắn khu động tinh thần lực bản thân dũng mãnh chạy vào thế giới mới mẻ này. Nhất thời, hoàng kim tam xoa kích trên trán đường tam kim quang đại phóng, khổng lồ quang mang chiếu sáng nước biển màu đỏ, cùng chiếu rọi trên người tất cả ma hồn Đại Bạch Sa. Sử lai khắc thất quái cũng không có cảm giác đặc biệt nào, chỉ cảm thấy kim quang tràn đầy ấm áp thoải mái, mang theo hơi thở uy nghiêm vài phần. Nhưng mà mỗi một ma hồn Đại Bạch Sa trong đàn đều bắt đầu run rẩy khe khẽ. Cho dù là Tiểu Bạch cũng không có ngoại lệ, sợ hãi cùng với tôn kính phát ra từ nội tâm, khiến cho chúng nó đều cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống, lặng lẽ xoay chung quanh đường tam cúi bái. Hải thần ánh sáng, đây là hải thần ánh sáng. Đường tam trong lòng mừng rỡ, cảm thụ được màu vàng hào quang không hề có năng lực công kích cùng với phòng ngự kia bao trùm toàn thân. Hắn thậm chí còn hưng phấn hơn so với lúc tử cực ma đồng đè thăng đến hạo hãn cảnh giới. Bởi vì có kim quang này, có nghĩa là khoảng cách của Tiểu Vũ sống lại càng gần hơn. Hiện tại hắn thật sự là cũng chỉ là có thiếu thực lực tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc. Thu hồi tinh thần lực xót vào dấu ấn hoàng kim tam xoa kích, hai thần ánh sáng đang được phóng thích nhất thời thù liễm lại. Nhưng mà hoàng kim tam xoa kích trên trán đường tam vẫn còn lóe sáng. Đây là sự khác biệt quan trọng so với trước kia. Đã không có hai thần ánh sáng chiếu soi, nhóm ma hồn Đại Bạch Sa rõ ràng là bình tĩnh trở lại, làm cho đường tam phát hiện tác dụng của hải thần ánh sáng uy hiếp, chuẩn xác mà nói là uy hiếp hải hồn thú. Áo Tư Tam có chút bất mãn rồi nói, chúng ta đều vượt qua mức hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào còn nói khó khăn của nhiệm vụ giảm đi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ trận chiến đấu là lục tập 217 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.